Dạ Tiết kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ hiện tại đó thì Tiết đang ở bên xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang. Dạ thì Tiết đang ở nhà của chị Trinh. Thì nhà chị thì ở sau hè. Mình đi qua nguyên một cái dãy nhà bồ này mới tới nhà chị nha quý ông bà cô chú. Dạ đây mình đi lần tìm nhà chị cũng hơi khó đó. Cho nên là Tiết phải nhờ chú Bảy Dứt á dẫn qua đây. Nhà nó nằm ở trong hẻm đằng sau đó. Dạ thì chị Trinh này thì lúc trước thì có qua còn của Tiết đó là mua phế liệu thì chị bệnh cũng chắc khoảng 2 năm nay rồi, chị bị bệnh tim hở ba lá rồi thêm mấy cái triệu chứng gì nữa đó thì Tiết sẽ vô Tiết thăm nhà hỏi chị. Dạ thì thời gian gần đây thì gia đình của chị quá là khó khăn, hồi lúc trước thì còn xoay sở được chứ được ở bên đội bên nhóm đồng đạo đó thì cũng có giúp đỡ một chút ít, rồi bây giờ đó thì giúp biết hết nổi rồi. Thì hôm nay Tiết đến đây thì Tiết thăm chị thì cũng muốn quay cái clip này gửi đến ông bà cô chú anh chị có cái duyên với chị Trinh đó thì sẽ hỗ trợ tiếp tục giúp đỡ chị Trinh. Dạ Tiết chân thành cảm ơn. Dạ thì kế bên đó thì Tiết cũng cảm ơn chị B giấu tên cũng có gửi một cái phần quà cho chị Trinh. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều, chúc chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn xinh đẹp và thành công trong mọi lĩnh vực. Dạ nhà của chị thì ở đây. Chào chị Trinh. Chào anh. Cái này là ông xã của chị hả? Dạ. Cái này là hồ sơ bệnh đó hả? Dạ, hồ sơ bệnh. Tại hồ sơ bệnh bây giờ đó là em chỉ chụp thôi chứ em không có quay nữa. Dạ. Tại mình quay lúc trước nó cũng bị vi phạm á. Dạ. Được không anh Nam đi qua bên đây nè anh Nam. Mới thấy được cái mặt của chị. Rồi hiện tại là sức khỏe chị làm sao? Để em kẹp lại đi. Tôi là bây giờ cũng nhớ không thì không có làm hơi thì nó mệt. Mình làm hơi nặng hơi chút nó mệt rồi. Chứ mình làm hoài như trong nhà mình lau nhà rửa chén rồi cái lương liền vậy đó. Hay xây vòng vòng là mệt rồi. Nên ngồi. Chị tự đi, chị tự ngồi đồ được ha? Được, đi được. À, mình nấu cơm đồ được không? Được, nấu cơm được. Nấu cơm rồi được ha. Nhưng mà chị nhưng nấu mình do là mình bắt anh đó rồi là mình ra mình nằm nghỉ một chút rồi mình hay làm chuyện khác vậy đó được. À chứ không có làm suốt được ha. Không có làm suốt. Là cũng như bệnh chị đó là chị nói cho nó cụ thể là cái gì với cái gì chị? Bị hở quanh ba lá. Rồi bị tắc nghẽn mạch động mạch vành, rồi bị co thắt cuống tim. Men gan. Rồi bị gan gan nữa, rồi thẳng mà gan với men gì nè. Bị men gan lên mấy cái chỗ này nè, nó nổi lên nè. À, này triệu chứng của men gan. Triệu chứng men gan. Gan. Nhưng mà nửa bên phải của bên này tôi là bác sĩ không có vô không có vô máu được mà cũng không lấy máu được không gì trơn lại nó bị giòn nửa bên này nè. Đâm kim vô nó bể mà. Bây giờ là ở nhà thì ở nhưng mà phải có người giữ. Nếu để bác sĩ có cho biết là nếu mà té xuống là khỏi cứu được, các mạch máu nó nổ hết. Vậy đó hả? Nó bị giòn mà bây giờ kim mình kim vô kim như vô nước biển vậy ha, là bên phải là không được quyền vô. Kim vô đó nổ bập vậy. Nó bị giòn đó. Nó nổ nó bị gì trơn nè. Bác sĩ nó cấm không cho thay kim vô nó bị giòn gì trơn nè. Không được quyền đậu gió, không có quyền thay giòn hết. Là nó giòn đó, mình kim vô là nó nổ, kim vô nó nổ. Nên là bây giờ tuy rằng ở nhà vậy đó, cũng phải có người canh người giữ. Con không có đứt tay được nên con không có làm cái gì cho đứt tay hết. Tay nó nguy hiểm. Không phải, đứt tay máu không cầm. Không cầm được. Bởi vì cô ta bị tắc nghẽn rồi còn dành hai sợ để dạ dòng nó trái tim vậy nè. Thì hai cái sợ đó bắt buộc phải uống thuốc loãng máu hoài. Để nó dễ hơi nó nghẹt. Mà uống thuốc loãng máu rồi mình đứt giò đứt tay rồi là máu nó ra hoài nó không cầm được. Nên là cái vấn đề mà cầm dao cầm đồ là không cho ghế là không để cho nó đứt tay. Đứt tay là nó sẽ nó cầm lâu lắm. Đứt tay là từ giá năm nhổ răng mà nhổ không được. Bác sĩ là pha với nhổ không được luôn. Là bác sĩ bên nha khoa mới nhổ được. Còn không cho phép là bác sĩ nha khoa nó cũng không dám nhổ. Nó sợ nhổ và cầm máu không được. Nó khó, bệnh của ta nó rất là khó. Mà tôi nuôi đó ăn. Tôi mà không xác định kỹ được cái tình nghĩa vợ chồng là vợ tôi đã mất từ lâu rồi. Cái ngủ nó hay ngủ luôn. Phải
lo thì chút hết. Còn hai nữa là cái bệnh của ta nó ngộ lắm, nên là thí dụ như tôi đi lỡ có ai cứ đi làm mà không có ai nhà giữ, tôi phải nhờ đem ra ngoài đường quán có người canh. Nhiều khi đang ngồi vậy đó ha, là tự nhiên cái tím cái đầu mình lên nó như con gà bị chém bịt eo vậy đó, là ngã ngã ngợt rồi chết rồi, hoặc là nằm vậy đó, mà nằm vậy đó ha, hồi cái thở thấy thở thơ hơi nhẹ nhẹ rồi ngủ luôn, tắt thở luôn. Nên cái bệnh ngô ta nó rất khó lắm, bác sĩ nó cũng nói rằng thấy lào lào vậy là chết giờ nào không hay, nên anh cố gắng thôi, phải gắng lo thì vợ anh. Là chỉ bệnh là bao lâu rồi? Tính ra là dịch bắt đầu dịch là đã đau, nhưng mà đau ít, rồi xong đó là hết mùa dịch là bắt đầu nó tới tới luôn, làm tới luôn. Là cỡ năm cho bây giờ cây đau cỡ dịch là tháng tháng hai gì là đi vô bác sĩ Chinh chích đó, ông nói bị suy nhược cơ thể, ông chích về mình khỏe lắm, vẫn đi bình thường, đi ba bốn ngày sau đi không nổi nữa là nằm nằm, là cái vô ổng chích mũi có 50.000 à, là về vẫn đi bình thường, tới bộ nó lúng nhiều quá cái nó xỉu luôn, là vô ổng cũng chạy xuống, ông Đăng này cũng chạy luôn, là bác sĩ Đăng á, vô trong quyền nó chuyển xuống tim mạch luôn à, là xuống tim mạch mới biết bé nhầy chứ thôi là không biết. Mà với tim mạch bây giờ chị không được, tại vì ở với tim mạch nó chỉ nuôi mình cái tim không à, còn mấy cái dụng cụ của mình nó không nuôi được. Cái không điều trị được như mỗi lần á, cô ta bị viêm cuống phổi nữa nè, viêm cuống phổi luôn, men gan rồi túi mặt rồi xà cạn nè. Nhưng mà mới nói là bên điều pha nó, bên đau pha nó điều trị tổng hợp á, nó điều trị kèm thêm thì đến kia nó giảm, vì còn chỉ còn có trái tim, còn trái tim của ta là trái tim là bị ba bệnh, nên bây giờ là rồi cái thời gian nó đau, thời gian sau nó lúng xuống rồi bắt đầu từ 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 rồi nó mới dạng nó đường nó hơi cao nữa. Còn không chỉ cô ta không phải là bị tiểu đường, nhưng mà cái dạng đường cao không biến chứng, nên là nó khó chỗ đó nữa. Nó coi như là nhờ con gái là tôi rất kỹ, ăn uống những cái điều gì bác sĩ không cho dùng tới là tôi không cho dùng. Nên tôi là nó ngay cái lượng cô ta ốm thì không ốm được, bác sĩ còn khen tôi mà 73 kg là vẫn luôn 73 kg hoài. Không có. Bác sĩ còn không khen có, con không có, con ăn ngày một ngày con ăn có một chén cơm, hơn nửa chén cơm buổi sáng, buổi chiều hơn nửa chén cơm, nó ăn nhiều. Nhưng mà thuốc thì con uống ấy hoài, nhưng mà trong mình con không được im nữa, không được khỏe nữa, mệt hoài đó. Là mình phải đi vô đạm, chứ không có vô qua nước biển được. Rồi một tháng đó là cái phí mình lấy thuốc này kia rồi là khoảng bao nhiêu chị? Bây giờ còn có 1.800.000 mà. Còn, mình có bảo hiểm không? Có bảo hiểm nha, chứ không có bảo hiểm nhiều. Là ngặt cái là ở trong cái bệnh của ta nó hơi nặng, nên là cái thuốc bảo hiểm không có sử dụng được hết. Sử dụng không được hết, bắt buộc phải mua ngoài. Thuốc lẻ mà. Thuốc bảo hiểm chỉ có chỉ thuốc đường thôi, với thuốc lơ huyết áp thôi, chứ còn không mấy cái kia là mua hết. Viên thuốc tiêm tới 10,000 rồi, mua ở dưới Y Phụng là tới 14,000 đó, còn trên đây nó bán tới 18,000 đó. Viên mình uống được bao lâu, một lần mình đi lấy thuốc thì uống được bao lâu? Uống được 28 ngày. Bây giờ có được 4 tháng nay là được 28 ngày. 4 tháng là được 4 tháng 28 ngày đó. Là lúc đầu thì 15 ngày, cái sau cái nó sụt xuống, làm như bệnh mình nó hơi chiếm biển nặng lại thêm đó, nó sụt xuống còn 7 ngày, 7 ngày phải đi lần tái khám lần, 7 ngày đi tái khám lần. Cái đầu nó trở lên được 14 ngày rồi, 14 ngày cái sau này được 4 tháng rồi, uống thuốc của bà bác sĩ Trang đấy. Là bà là người bà tư vấn bà cũng kỹ, bà cũng thương, bà thấy hoàn cảnh mình khổ thì bà cũng thương. Rồi bà tư vấn mình cách thức là nuôi rồi là cho uống thuốc rồi cho nó đúng giờ đúng giấc vậy đó. Là bây giờ được 28 ngày, là được 4 tháng rồi. Nhưng mà cái thấy tôi thiếu nợ, tôi gán rồi nó lại gán lội phải lội đi đẩy đang kiếm tiền. Mình tới tháng mình lấy thuốc. Thế về. Chị thiếu nợ. Ông Mằng còn khoảng 10 mấy triệu. 10 mấy triệu à, ông Mằng rồi tiền nợ rồi tiền ăn rồi tiền thuốc nữa. Mình ơn lắm. Nhà này anh là công việc gì? Anh làm công việc gì? Tôi thì công việc của tôi là đi cưa cây mướn.
hồi trước không phải là người, người đi cứ mướn, mà hồi trước là đi sửa quạt gió, rồi bắt đầu mới vô trong cái tổ thiện nguyện là để mà mình làm tác xã hội là bên cách nhà nè, là tổ của anh Hưng Bình Hòa nè. Rồi có bắt đầu là mình đi cưa cây bên từ thiện xong, tôi thấy vậy thôi tôi cũng cố gắng mằng để lấy tiền mua máy mua móc, vừa đi cưa mướn kiếm sống mà vừa đi làm tác thiện nguyện luôn đó. Mình tính là một công hai chuyện gì đó, nhưng mà không phải là làm nghề cưa cây không. Ví dụ như giờ có lúc mình cưa cây thì tôi vẫn đi cưa cây từ thiện, nhưng mà bà con người ta ví dụ như ở cái tổ này tổ kia mà nhờ tôi làm chuyện khác tôi vẫn làm, như đắp đường hay là làm đường gì đó tôi vẫn làm, tôi cũng bỏ công ra tôi làm luôn. Đó là mình điểm thứ nhất là xác định kỹ được là một phần mình giúp cho bà con, một phần nữa để mình trả bớt căn nghiệp của mình. Vì kiếp trước mình có gây nợ quá thì giờ mình phải trả, nên giờ cố gắng mình tạo phúc để mà giải bớt cái căn nghiệp. Bác sĩ là nó không cho tôi uống các loại nước hết, chỉ nước suối thôi đó. Nước ngọt, nước đá, nước gì là cấm tuyệt đối hết, các loại nước. Rồi anh đi làm như vậy đó, rồi cái thu nhập của mình bình quân nó là một ngày 80 chị nó cũng không có tưởng tượng được, có khi ngày mình 400-500 cũng có, của ngày 70-80 cũng có, bởi vì cưa cây bây giờ nó cũng ế. Rồi có khi người ta cần mình á, hoặc là bạn bè người ta lãnh chỗ nào nhiều người ta kêu mình bằng thêm là nó có tiền. Còn nếu mà bây giờ đưa mình đi cưa thì làm thì nó ngay nó cũng vô giá, khi bữa 400-500 cũng có, khi bữa 70-80 cũng có, 100-100 ngoài cũng có. Mà mình có điều gì không? Dạ có khi có bữa là như là qua là ngồi không á, ôm chạy xe chạy vòng vòng hoài đâu có ai kêu đâu. Giống như là mới có bữa không có ngày mình chạy mình tốt quý nhưng mà mình không cưa. Dạ cũng không cưa được nữa. Cưa dạo mà. Cưa dạo chứ không phải là mình mằng ở cái xưởng nào hay là cái chỗ nào. Mình đi cưa dạo không à. Ví dụ bà con người ta kêu thì mình làm. Bữa không có luôn. À vậy đó hả? Là nguyên nhân là cái gì đó. Em thấy cái chân anh đâu, anh dở cái chân lên em xem coi. Nó thúi hết trơn là 10 ngón là thiếu hết trơn vậy hả? Dạ. Cái này là mình ảnh hưởng vô cái mình cưa cây mình lội dưới nước á, vì mình cưa nó ngã dưới sình được đó. Rồi mình lội mình làm chứ bắt buộc phải làm, chứ đâu phải là mình cưa trên bờ hay đâu. Mình phải lội dưới sông dưới suối mình làm. À. Rồi mình có con cái gì không? Có hai đứa con. Một đứa thì nó đã có chồng rồi, gả đi rồi. Bây giờ sống ở nhà này hai chồng già với hai cháu ngoại. Dạ. Rồi cháu còn học hành gì không? Dạ nó cũng nghỉ mấy năm nay rồi. Lúc bà này bà đau á, nó còn nào nên nó mới có bự 4 tuổi à. Nhưng mà nhà nó bự con. Vào cái đây đó con. Dạ. Nên là nó nói tội nghiệp ở ngoại con, mà của mình một ngoại con làm à. Cho con đi xin việc làm để mà kiếm thu nhập tiếp. Mới 4 tuổi sao đi làm được? Thì sinh 2010 đó. Vậy đó hả? Dạ. Giờ con đi học hết lớp mấy mà con nghỉ? Lớp 2. Hết lớp 2 hả? À hết lớp 2 mình nghỉ rồi, bây giờ mình đọc chữ rồi được không? Sơ. Chữ sơ sơ hả? Hiện tại rồi con xin việc làm rồi được chưa? Rồi con làm cái gì? Như bè cá dưới này nè, cho cá ăn. À, mình cho cá ăn hả? Dạ, dạ. Cho ăn buổi sáng, buổi chiều. Rồi, nhưng một buổi thì nó làm khoảng tiếng hồ à. Thì ngày đi chưa, mới làm chưa? Ngày được 70 ngàn. 9 giờ hả? Ngày được 70 ngàn. Dạ, con có làm thì làm đi con. Nó thấy ông ngoại, có một mình ông ngoại con à. Làm ngày 70 ngàn. Ngoài lo không nổi thì để con xin việc làm tiếp ngoài. Nó mà thấy nó cũng tội nghiệp. Cháu còn nhỏ quá. Vậy là ngày nào chị đi làm cho cá ăn rồi mình mới có tiền. Dạ. Kiếm thu nhập thêm lo tiếp. Chứ hồi nói chung nói thiệt luôn á, là hồi trước khi vợ tôi đau thì hai đứa mà thì cũng có dư được một số, cũng không ít, tôi cũng nói thiệt khoảng 60 triệu. Chú Bảy về trước đi, chú Bảy anh cũng cũng khoảng 60 triệu. Nhưng mà từ khi mà cô ta lún xuống rồi là bắt đầu là
cứ hao dần hoài, nó hao dần hoài, rồi lúc đó vừa đi phải đi nuôi cô ta, rồi lúc đó ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, coi như là lúc mà làm bệnh viện nhiều hơn ở nhà, cô ta bị tâm lý nặng nữa, chứ không phải là riêng bị gì đâu, bị tâm lý nặng nữa, gặp xe cấp cứu cũng sợ, gặp ta chết cũng xỉu, là bác sĩ nó không điều trị được nữa, nó đuổi về hoài, cứ về nhà 3 ngày thì cô ta chết hoài, bắt buộc phải chở xuống bệnh viện. Tôi với 3 ngày bác sĩ tôi về, phải đi viện hoài. Rồi cái nào ngay tới cũng khoảng được 2-3 tháng gì đó, cái nó hết cái số vốn của mình. Thì lúc đầu thì anh em bên công ty bảo hiểm mình chưa có. Đó, anh em cũng có nói là để giúp đỡ. Cái lúc đó tôi từ chối, bởi vì mình thấy khả năng mình thôi được. Cái chừng lúng xuống quá rồi bắt buộc tôi phải nhờ anh em. Thì lúc đó nào ngay tôi qua xã Bình Thạnh đó, thì tôi cũng nói chung là tôi làm công tác thiện nguyện bên xã Bình Thạnh nên ai cũng biết chân á, cũng cả chục năm ở bển á, thì nào ngay bà con cô bác ở bển thì ai cũng biết vợ chồng tôi hết, nhưng mà người ta giúp thì giúp một cái thời hạn nào thôi, một cái thời điểm nào thôi, chứ không phải là giúp hoài được. Mình phải phấn đấu lên để mà mặn mình lo. Thì ở bển thì nói chung là anh em cô bác người ta cũng giúp thêm được một số. Rồi là trên chỗ chú Trương Ngoan á, là chỗ chú Nam á, tôi đi kiếm thuốc chảnh á, ở chảnh anh em ta cũng đóng góp được một món nữa. Rồi ngay nói chung là lo cho vợ tôi cũng hết 100 mấy chục triệu. Nhưng mà hiện giờ là tôi vẫn còn thiếu nợ khoảng 10 mấy triệu nữa, khoảng 13-14 triệu nữa. Nhưng bây giờ cũng cố gắng là làm, nhưng mà làm một phần là phải cơm gạo, rồi một phần là phải thuốc men. Nói chung là cũng phải cố gắng lo. Con thì có chồng, đứa thì đi bằng xa, cũng không có nhà để phụ giúp tiếp. Mà thí dụ như con bây giờ bắt người con về phải giữ bả thì con nó mất gì làm nữa. Nó cũng phải lo tiếp mình nữa mà trả nợ, trả nợ thuốc men cho bả. Nên nó cố gắng phải làm. Thì mới nghe cậu ấy đó, ông mới giờ giới thiệu nhờ nãy giờ nói vậy cũng chưa biết tên gì, dạ tên Tuyết à, nhờ nó tiếp nhìn đỡ con, nhìn tôi, câu là tôi nhìn quen và được cái phần nào để lo giúp cho vợ tôi, biết nhìn quen thấy ở khúc nào đó là anh dặn là sấy lúa. Tôi nhớ tôi bị đẩy gì đó tôi có thấy rồi chị, tôi nghe bán đồ cho chị á, chị quên em á. Tôi nhớ tôi có thấy rồi mà không biết ở khúc nào đó, tôi nhớ rồi. Tôi nhìn giống như em cô Tiền, biết cô Tiền ở khúc trên nhà ông Ba Tiếp không? Dạ biết. Tôi nhìn giống chút, dưới đó một chút hả? Dạ. Ủa dưới đó một chút. Còn bà Hải khúc nhà Hai Tú rồi đó. À, dưới đó biết, biết rồi, dưới đó biết rồi. Dạ. Tôi nhìn có thấy quen rồi. Yeah. Tôi đẩy trong bển tôi nhìn thấy con quen, nhớ thấy rồi đâu rồi thấy. Tôi nhìn giống như em với cô Tiền không à, với em cô Tiền không. Bây giờ cô biết cái nghề cưa cây này nó cũng không có được lâu lâu người ta mới cưa. Dạ. Bây giờ với phần cũng lớn tuổi rồi, cái chèo leo cũng khó nữa, thì về đa số là đi cưa củi là nhiều. Dạ. Yeah. Đi cưa củi là nhiều, còn cây nào dễ đốn thì mình đốn, còn khó quá phải nhờ người khác. Yeah. Chứ không phải làm được suôn sẻ như mua lặng. Còn bây giờ thì mà rất khó lắm. Nên là cậu bảy giúp á, ông mới là ông nói thì để nhờ cô Tiếp là nhờ như là khúc ca nhạc là giúp đỡ cho gia đình tôi đang gặp cái khó khăn. Dạ, thì để em quay cái một cái clip này được em đăng lên đi coi cái chị Trinh có đủ duyên với Mạnh Thường Quân thì sẽ không bị được. Dạ. Cảm ơn chị rồi. Cái duyên. Dạ đúng rồi, thường có duyên. Dạ. Chứ không phải là muốn là được, nhưng mà vì thuộc vào cái duyên. Dạ. Cái mùa dịch á, cái lúc mà lo hết tiền cái uống thuốc nam càng uống thuốc nam thì xuống bệnh viện làm nhiều hơn. Nó không chịu hay? Không phải. Tại vì bác sĩ nó cấm tuyệt đối luôn, mình không biết. Về nhà ta chỉ ốc chó nè, móng bò. Ở quanh á, mình uống thuốc nam mình nó liền lại. Uống trong vòng 3 tháng nó liền lại. Nhưng mà cái hai sợ tắc kẹn động mạch vành đó, bên đây nó liền thì bên kia nó lấp. Nó lấp lại thì đi. Đúng rồi. Bên tắc kẹn á, nó lấp lại là đi. Nên là bác sĩ nó tuyệt đối là không cho uống thuốc nam. Bởi vì cái hở thì mình uống nó liền, nó liếc.
nó bình thường lại liền. Cái bên tắc thì nó bế luôn. Bế luôn. Tôi giờ một tháng là khó vậy đó. Chứ không một tháng là mình lấy thuốc ở dưới rồi phải không? Mình ở đây mình vô đạm, vậy thì một tháng vô hai bịch đạm là hết gần cả triệu rồi. 480 viên đặng nó dám vô. Chứ đây không ai dám vô rồi, chỉ có anh thằng Đăng nó dám vô thôi. Tôi nói thiệt, ở có nguyên cái quyền Châu Thành này đó. Bác sĩ nào cũng lắc tay ra. Bác sĩ nào cũng khó khăn. Không ai dám vô thôi. Không, không có anh Đăng nó dám mà. Chỉ có bác sĩ Đăng thôi. Dạ. Đó, nên là mà thuốc của cô ta vô đó, nó vô mà không đúng á là nó cũng sốc. Vậy đó. Ví dụ ta vô đạm một chai khoảng 200 ngoài ngàn một chai à. Nhưng mà đạm của cô ta vô là phải một bịch 420. Nhiều khi bất kỳ Đăng nào hay cũng trung nghiệp bất kỳ Đăng nó thấy chú mà cực khổ quá, không có tiền mà vô thuốc mắc quá thì trung nghiệp đâu mới lựa cái loại thuốc rẻ hơn vô. Nhưng mà thật hiện vô thì vô không được, nó bị đi đứng nó tràn máu ra. Đúng cái thuốc của nó rồi vô vô là mấy tật nó ngặt vậy đó. Cái bệnh của mới đi vô nay, bữa nay mới có 3 ngày mà. Mới xin chú Đăng vô 3 ngày nay. Dạ. Chị đi hát nha chị Trinh. Dạ, thì, dạ. Hôm nay em tới thăm chị thì sau đó thì em cũng thay mặt cái chị giấu tên ký hiệu B. Thì thực thường phần quà chị gửi đó là 500, nhưng mà em không biết mua gì thôi em trao tiền cho chị đi. Dạ, chị. Thích nào. Rồi cho chị gì? Gửi lời cảm ơn cái chị giấu tên nó luôn với em. Chị em chị thì không biết cái có cái gì để dịp mà chị đền ơn lại. Dạ. Thì cái mùa dịch đó thì em cũng trước khi dịch đó thì hai chồng chị cũng có làm bên công tác xã hội đó, thì em cũng được biết thì cũng đóng góp vô khá nhiều. Thì bây giờ thì không ai muốn cái chuyện mà mình bệnh hoạn, thì hôm nay thì mình có lúc mà mình mạng không được nè thì mình cần sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng lại. Dạ. Giúp qua giúp lại chị ơi. Qua giúp lại. Dạ. Nên kêu ổng mặn cái gì ra tới như ai mượn làm gì tiếp được làm xuống như. Dạ. Vậy đi hả anh, thì cũng giữ gìn sức khỏe ha, để chăm sóc cho chị nữa. Dạ phải cố gắng ngon được chứ. Dạ. Tôi thì nói về cái định về cái sự mà vợ chồng á, thì chầu hàng không thể, mình cũng biết đạo, nhưng cái đạo lý về vợ chồng là khó lắm. Nên người ta đau là cái tâm nghiệp của người ta, còn cái nghiệp của mình phải lo. Kiếp trước người ta nuôi mình thì kiếp này mình phải ráng nuôi lại. Nhưng mà tôi cũng thường xuyên là an ủi với vợ tôi, em cứ yên tâm mà cứ lo dưỡng bệnh, ông đừng nghĩ ngợi gì hết. Thì sao nghĩ nhà mình không? Nhà mình hay có người mặn, còn nước thì còn tát, hết nước thì tôi tát bùng luôn. Dạ. Nên nói chung là ở bên Bình Thạnh bánh đó, cô quán cái bánh ai cũng thương tôi lắm. Dạ. Vợ chồng tôi, nói chung vợ chồng tôi sống ở bển, tuy gần nhà bên đây thì nhưng mà sống lúc bên đó mấy ông bổn đạo cho cái nhà này đó, cái nhà này là tính cắt bên cùng ba chỗ cho tính cắt bên cùng là khổ lắm. Nhưng mà không có tiền làm nên là ba chỗ cho ở Bình Thạnh bệnh đó là bộ cột ở dưới thuốc nốt, bộ vàng trên, còn ở dưới này là ở Bình Hòa. Ba nhà tài trợ chứ không phải là riêng biệt, nhưng mà mới cắt được nhà đâu. Cái nhà đó tính là cắt bình thường thôi, nhưng mà nó các anh các chú đồ nói mày cũng cực khổ với anh em quá trời rồi, thì thôi để tụi tao hùng lại, tụi tao cắt cho mày cái nhà để mày yên tâm, mày yên tâm mày sống để mà mày đi tiếp đi phục vụ cho bà con nữa. Nên là cái nhà này khi mà không, nó thiệt là cắt cái nhà lên tôi 3 ngày cũng không ngủ được. Cái lòng mơ ước của mình á, nó được quý giá được cái nhà gì là cắt xong là sắt, cắt xong là tôi đau luôn đó, rồi cắt cái nhà lên dựng lên rồi là làm tới luôn đó. Dạ. Đó, tôi không lấy giấy đây có giấy khen, tôi đi làm công tác thiện nguyện là có giấy khen hết chứ hay không có đâu. Dạ. Chỗ nào cũng lạnh, cái đường lộ bên kia là tôi mặn 25 ngày một mình, tôi tưới 100 phi nhựa làm cái lộ bên đang quả. Dạ. Còn cột này hả, thôi mấy ổng khỏi nói là chỗ nào mấy ổng, nói chung là bên cột là bổn đạo, không ai không biết tôi chứ. Thì gần nhà bên đây nhưng mà vẫn làm bên kia, chỗ nào tôi cũng làm hết. Dạ, bà con nào cần thì mình tới. Cần là tới. Dạ. Đó,
Bởi vì mình biết mình khổ là cái trước mình đọc hiệp rồi. Thì trước kiếp này mình dám cố gắng mình làm để mình bù đắp lại cái nghiệp của mình tạo kiếp trước. Mình xác định kỹ, phải xác định kỹ được cái vụ đó. Nên là tôi cố gắng tôi làm lắm. Thì gần vậy đó ha, nhiều khi có nhiều người người ta không hiểu. Người ta nói nghèo khổ mày không lo cho vợ cho con mà đi làm từ thiện. Cái đó mình làm không có tiền thiệt, nhưng mà mình mất không bao giờ mình mất được. Yeah. Cái đó là cái tiền gửi ngân hàng của mình đó, là khi về quê là có đó. Yeah. Cái đó là cái tiền gửi ngân hàng. Dạ đúng rồi. Dạ. Không biết cô Tiết có biết không, với nguyên mùa dịch là tôi chở buôn súng vào bên cồn là tôi cho suốt cái mùa dịch luôn. Gì đó hả? Đây ngoài hè một đồng bông súng. Bông súng anh trồng hả? Bông súng này hồi đó của người ta trồng. Nhưng mà lúc đó thì nội vợ tôi mới bệnh rồi, cũng dặn con tôi mua rẻ lại, bị người ta không thu hoạch được. Tôi mua rẻ lại xong rồi tôi đi cho bà con. À cũng như là anh mua rẻ của bà con rồi mới đem qua bên cồn anh cho lại. Cho lại. Dạ, dạ. Nói không phải là bên cồn không, ở đây Cần Đăng, An Hòa, rồi Hòa Bình Thạnh, rồi luôn cả thị trấn An Châu ấy luôn. Dạ. Là nói chung là tôi gãi hết, ngày nào cũng mấy ngàn bông vậy đó. Mà trong khi tôi nói đây cũng có người ta lại năn nỉ là 800 đồng một bông. Lúc đó đó, một bông tôi không bán. À, ta hỏi mua ha, nhưng mà không bán. Không bán, dẫn đi cho bà con ngày nào cũng vậy hết. Ngày nào tôi nhổ khoảng 2.000 bông. Hai người gầm rồi, không mới nhổ, tại cái này nước nắng quá, nó khô gan à. Cái nước còn có khúc gì nè, cái nó hôi sình sang không được. Yeah. Cái này nước mưa xuống nó cao lên nữa ăn mới được. Yeah. Tôi... ăn được là ông nhổ đi nữa rồi. Ăn không được ông mới bắt buộc ở nhà. Tôi là bác sĩ nó cấm đâu có làm nặng 5kg. Yeah. Nên mắc vòng vòng. Tôi thấy gì nó vậy đó. Chứ ra vô một nồi cơm thôi. Vô mình nằm. Phải vô đây nằm rồi. Yeah. Đâu có làm được cái gì đâu. Nhưng mà yêu cầu tôi có cái mong nguyện của tôi. Yêu cầu của ta khỏe thắng lên. Chứ không cần bằng gì hết. Yeah. Mình biết cái bệnh của ta, vị bác sĩ cho biết một câu nói là uống thuốc suốt đời nha chú. Là rồi đó, là mình xác định kỹ rồi. Bởi vì không nông không mổ được. Dạ, yeah. Tôi mà không có co thắt cuốn tim là năm lâu rồi. Năm năm ngoái rồi. Tại vì xuống chụp CT xong rồi ở trên rồi bác sĩ năm vô chết à. Trước có cái đoạn. Nó bị năm vô gì cái nó co thắt, cái kia lại là chết. Nên không lắm được bó tay để vậy luôn. Còn mà bây giờ có khi nào là mình vô đó để hỗ trợ gì thêm nữa. Địa phương người ta có dắt ra. Ra thì lấy cái hồ sơ của ta đưa rồi là chỉ là bó tay. Mà mình đã xác định kỹ rồi là từ đầu là bác sĩ đã cho mình biết rồi. Là cái này là không nông không mỏi gì được hết. Phải uống thuốc suốt đời. Nên rồi mình chịu, mình đã xác định kỹ rồi. Dạ. Tôi uống thuốc, mỗi lần uống Y Phụng đó, mua tội nghiệp cũng chạy hết là ông chạy xuống Y Phụng đó. Dạ. Mà bây giờ không đi xuống tới bệnh viện phải không? Mình đi qua đó lấy luôn. Xuống bệnh viện qua đó lấy luôn vậy đó, đi khỏi cái đâu có đâu. Xuống Y Phụng. Còn là mua ở đây là không bao giờ có. Dạ. Không có thuốc. Xuống Y Phụng không mà. Y Phụng như là phải có. Dạ. Chị để hắn chạy chị nghỉ ngơi đi, tại em còn ghé thăm bệnh ở trong chợ Dầm Kinh nữa. Dạ, em dạ, cái gì? Chợ Kinh Đào. Dạ. Kinh dạ, Đào. Kinh Đào thấy em còn thăm một hộ đó đó. Chị hãy chạy rồi, chị, rồi. Chị cảm ơn. Rồi em cảm ơn anh. Mau anh mau không? Hết bệnh nha chị. Rồi rồi. Dạ, này anh với nông của em. Dạ. Dạ, vậy thôi dạ, xin phép. Dạ, cảm ơn cô Tiết nhiều cô Tiết. Dạ. Dạ. Dạ, tôi thay mặt vợ tôi xin cảm ơn anh Năm chị cơ. Quý chị giống tên. Chị giống tên chị B đó. Chúc chị được nhiều sức khỏe. À, mà ăn phát đạt, có tiền giúp đỡ cho người như hoàn cảnh như em. Cảm ơn chị nhiều. Dạ, thì cuối clip này cho em gửi lời cảm ơn đến chị một lần nữa nha. Chúc chị thật nhiều sức khỏe. Và cho Tiến gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tiến. Và Tiến xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau. Bye bye, nơi giơ tay lên chào. Dạ.